mùng 10 tháng Giêng các bác các anh chị nhé. Mùng 10 tháng Giêng 2021. Mua bi Đài Loan. Toàn bộ hôm nay là diễn bi Đài Loan này các bác này. Rất là đẹp, rất là ngon nhé. Mời các bác ăn thử nhé. Đó, đây. Mà ngon, giòn, giòn ngọt. Rất là ok. Đó, ấy thì mời các bác ăn táo này và cập nhật với em cái tình hình táo xuân, táo Đài Loan hôm nay nhé. Ngày mùng 10 tháng Giêng. Bi, bi là nói chung là thế là rất ok rồi. Hàng tuyển các bác ạ. Đài Loan thì nó bị xám xám một tí thôi. Đấy, bây giờ Đài Loan, bi Đài Loan thì bắt đầu chín, còn bi xuân thì cơ bản là mấy hôm mưa, mưa vừa rồi nó đen nhiều, nó xấu nhiều quá. Bà. Cô ba đâu? Hàng thoai thoai à? Ba mươi nghìn này. Cân chưa bà? Đâu làm quả này. Mời các bác thử quả nhé. Và sau đó mời các bác lên cập nhật cái tình hình quả táo, giá táo ngày hôm nay nhé. Ngọt thiểu luôn. Bên này cân cũng không được nhiều các bạn. Thằng em nó vẫn đang đón hàng. Không có hàng à Tiến ơi. Hàng rất ít. Mấy hôm vừa rồi nó mưa rét nữa nên là cái lượng táo và con vật chảy nó cũng không được nhiều ấy. Lên phía trên này xem. Đứa em này nó vẫn mua được hàng sâu, hàng nhỡ, hàng xấu rất là nhiều đây. Hàng đặt bây giờ mới đến đây. Rất là đẹp. Hôm nay bò đâu về không em? Tại chỗ à? Đấy, hàng tại chỗ cũng rất là nhiều. Hôm nay nói chung là mấy hôm nay thì cái lượng ra thì nó lại khá khá hơn nhé. Cứ không mưa nữa thì lại đỡ hàng. Đấy, bi xuân này các bác. Bi xuân 21. Ừ. 30.000 cân quả cũng không to các bạn. Quả nhỏ nhỏ rất là ngon. Vừa rồi mưa xuống nhưng mà táo nó mưa vừa rồi xuống nhưng mà táo nó không nhạt đâu các anh nhé. Mưa xuống nhưng mà táo rất là chất luôn, rất là chất và ngọt. Em nó đóng bên dưới rất nhiều. Ta thử xuống chỗ thằng cu em này xem không. Nó khuân được nhiều. Hàng đặt rất nhiều luôn này. Đó. Nói chung là với cái tốc độ tiêu thụ thì bên kia mua nhưng mà không đủ hàng các bác ạ. Hàng nhiều quá. Xin chào nhá. Rồi. Đóng rực rỡ luôn. Rực rỡ luôn. Hôm nay có ông ấy bảo luôn mang táo đài lên bán cho cái anh mà mới đồ lục ngạn ấy. Ở đây. À thế à? Thế là bán luôn đây à? Bán luôn. Điện sáng điện từ sáng. À thế không phải nha. Con đài thì mưa. Đấy. Bao nhiêu?
là những cái hàng này là toàn hàng tuyển cả đấy. Đấy, bên kia này nhẹ nhặt bới đóng thì cũng tóm lại là tương đối mất thời gian một chút. Hàng nói chung là chạy tại các thành phố, các trung tâm để phục vụ chuẩn bị lại đến dòng các bạn ạ. Hôm nay mùng 10, 12, 13 thì lại hàng đổ hàng rằm nhiều nhé, rằm tháng riêng. Tết cả năm thì không bằng rằm tháng riêng. Thời tiết thì cũng rất là lạnh nha các bạn này, đấy, vẫn là lạnh. Dù rằng buổi sáng thì đông hơn nhé, buổi sáng thì bà con bán đông hơn, nhưng còn tầm này thì là giữa trưa rồi, đang đóng hàng rồi nên là cũng cập tập một chút như thế này, nên là cũng cũng hơi thưa một chút các bác. Nhưng với lượng táo thì mua bán bà con đóng dọc từ các cổng các điểm, thu mua đến quả cuối cùng các bác nhé. Đây là toàn hàng nhỡ nhỡ của Xuân thôi. Thực ra Xuân đến thời điểm này thì nó là những hàng quả cuối thôi, nên là nó lôm côm lắm các bạn. Đấy. Đấy. Nó mưa nó đen đấy, nhưng mà mưa nó đen nó xấu một tí. Như vậy thì cập nhật với các bác anh chị một chút cái tình hình mua bán táo tại buổi trưa tại cổng Làng Phì nhé. Rất nhiều điểm cân, cân từ dưới kia, đón từ dưới, đón lên, đón từ trên, đón xuống đúng không nhỉ. Rất nhiều táo để đóng đi các bác ạ, nên là cái việc mà tiêu thụ của bà con thì tương đối là ok các bác nhé. Cập nhật tình hình như thế, giá thì nó trên dưới 30.000, như hàng bi thì trên 10.000 các bác nhé. Hàng to, hàng nhỏ, hàng vip, hàng vừa. Xuân thì nó hơi Xuân thì giờ nó hơi kém hơn một tí các bác ạ. Xuân nó hơi kém hơn nhé. Còn đài thì tầm này vẫn đầu 2, đầu 3 hết này các bác này. Nó không được to nhưng nó tầm này nó là gọi là hàng xô xô nhớ nhớ. Giá cũng rất là cao. Xin chào. Xin chào, gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Bên này đóng bên này nữa này. Đó.